Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Vũ trụ muốn nhắn nhủ điều gì với bạn trước khi bước vào tháng 11 rạng rỡ và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho ba tụ bài Đây là tụ 1 Tụ 2 Và tụ 3 ha Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi vũ trụ muốn nhắn nhủ điều gì với bạn trước khi bước vào tháng 11 rạng rỡ này. Và đây những cho bài chung may nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở. Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. mình thấy các bạn tuổi một là những người sống rất là tình cảm ha ấm áp và đầy sự yêu thương nhẹ nhàng tinh tế có sự sâu lắng và lãng mạn ở đây thì mình thấy dường như trong cuộc sống của bạn thì bạn cũng là một người có những cái tầm ảnh hưởng có khả năng các bạn là một người cũng rất là thích giao hòa chia sẻ với mọi người hoặc là có sự đoàn kết trong hội nhóm một số bạn thì có khả năng là bạn có một cái cộng đồng riêng ở đây ừ, hoặc là mình thấy là trong thời gian tới các bạn sắp đạt được những cái điều gì đó khá là tốt đẹp đến với bản thân mình Ha, niềm vui niềm hạnh phúc rồi một số bạn còn có những cái sự um, lãng mạn trong tình yêu ha à, đồng thời thì mình thấy các bạn có thể nhìn nhận ra những cái tình huống của mình ở dưới dạng uh, sâu sắc hơn ha các bạn có khả năng là sẽ nhận ra cái bài học của bạn mà bạn biết cách để có thể um, điều chỉnh bản thân của mình để có thể uh, vượt qua những bài học của bạn và đón nhận những cái sự may mắn những sự tích cực mà vũ trụ mang đến cho các bạn ừ và dường như những gì mà bạn đang tìm kiếm ha có khả năng bạn đang có những cái sự mong lung uh, về tương hai phía trước không biết con đường của mình sẽ ra sao hoặc là đang tìm kiếm giải pháp uh, thực sự rõ ràng cho chính mình thì mình thấy mọi thứ sẽ được sáng tỏ sẽ được tiết lộ à, và đồng thời một số bạn ở đây mình thấy uh, các bạn tìm ra được giải pháp cho chính mình các bạn còn có thể gọi là giúp hỗ trợ cho người khác tìm ra được cái hướng đi của họ à, và mình thấy các bạn sẽ trở thành một người khá là được nhiều người yêu mới ngưỡng mộ hoặc là có một sự um, thích Kết nối với bạn để có thể à, có một cái sự được um, hỗ trợ hoặc là họ cũng rất là muốn góp phần vào cái sự thành công của các bạn nữa. Ừ. Ở đây mình thấy các bạn tụi một là các bạn đang trong cái giai đoạn phát sáng ha và có rất là nhiều người bị thu hút uh, với cái nguồn năng lượng ấm áp và ánh sáng của các bạn cho nên hãy luôn giữ vững tinh thần và luôn sống tốt đẹp. À, chân thành với mọi người cũng như là có một cái sự biết yêu thương bản thân của bạn ha, thì mọi việc trong cuộc sống của bạn nó sẽ trở nên dễ dàng, sung sẻ hơn rất là nhiều so với giai đoạn trước. Ha, mình thấy là như vậy. Mình thấy trong cuộc sống của bạn có một người mang năng lượng nữ. Đây là một người nhẹ nhàng, tinh tế, lãng mạn, ấm áp và đầy sự yêu thương. Có thể là họ sẽ giúp đỡ, hỗ trợ cho bạn về vấn đề gì đó, cho lời khuyên hoặc là chữa lành. Ngoài ra thì mình thấy là À, bạn sẽ gặp được cái người thầy tinh thần của các bạn hoặc bạn sẽ có một cái sự lắng động đi sâu bên trong và các bạn có thể là phát triển được cái sự khôn ngoan của chính mình được ơn trên soi sáng tuôn đổ cái nguồn uh, trí tuệ thiên liêng để bạn có thể ngày càng sâu sắc hơn um, và có sự thấu đáo hơn rõ ràng hơn um, về hành trình của chính mình ha và đồng thời các bạn cũng là một người mang cái nguồn năng lượng của một bậc thầy đó một cái người tiên phong một người dẫn dắt uh, một người gọi là um, lãnh đạo à, kiểu như vậy và mình thấy là có rất là nhiều người họ sẽ uh, giỏi theo bạn để họ có thể học hỏi họ và thậm chí là họ muốn đi theo con đường của bạn hoặc họ muốn phát triển trở thành một người thành công giống như bạn cho nên là hãy luôn giữ cho mình một cái um, sự sáng láng như vậy ha, tính tích cực như vậy và đồng thời giữ cho mình cái sự khiêm tốn khiêm nhường ha, thì cái công việc cái con đường của bạn nó sẽ luôn rộng mở À, và ánh sáng của bạn nó sẽ không bị lụi tàn, nó không bị dập tắt ừ. và ở đây mình thấy các bạn cũng uh, nên tiếp xúc nhiều với um, ánh nắng mặt trời, uống nước nhiều ha, rồi uh, có một cái sự học hỏi từ mọi người xung quanh, những kiến thức kinh nghiệm mà người ta đem lại cho mình thì mình hình thấy có một cái sự lĩnh hội nó ha À, đồng thời tìm ra những cái nét độc đáo riêng của chính mình để mình có thể phát triển, phát huy tài năng. Ừ. Ở đây mình thấy vũ trụ muốn nói với các bạn rằng là bạn đã sẵn sàng kích hoạt cái tiềm năng và bước vào cái sức mạnh của bạn rồi. À, đây là lúc để bạn kích hoạt những cái món quà mà bạn đã ấp ủ trong cuộc đời ha. Ừ, bạn có những cái khả năng đáng kinh ngạc đó, à, và nó chưa được khai thác đây là lúc mà bạn để cho anh phép nó được gọi là tung trào ừ. một cái nguồn sức mạnh bên trong bạn đang nổi lên ha bạn là một người có một cái sức mạnh tâm linh sâu sắc nằm sâu bên trong bạn và đừng nghi ngờ bản thân của mình ha đừng nghi ngờ về những cái khả năng to lớn của các bạn ừ. có thể một số bạn các bạn đang có những cái cảm xúc kìm nén hoặc có những cái điều gì đó bức bối bạn giữ trong lòng À, cho nó nó tạo nên cho bạn cái sự căng thẳng ha, và áp lực nội tâm ừ. thì đây cũng là thời điểm mà các bạn sẽ có thể giải phóng những cái nguồn năng lượng này để bạn có thể à, không còn bị kìm hãm không còn bị gọi là đè nén nữa các bạn sẽ có một cái sự phát triển toàn diện bản thân à, và bạn đang trên cái đà phát triển mạnh mẽ về năng lượng và sinh lực của các bạn. Ừ. Dường như trong cái tháng 11 này các bạn sẽ có một cái sự huy động lực lượng các bạn để bạn có thể uh, thực hiện cái ấp ủ đam mê gì đó của các bạn Các bạn không có còn để bản thân của mình trở nên tự ti rụt rè nữa mà đây là thời điểm mà các bạn sẽ hết sức bùng nổ ha Mình thấy là như vậy Và wow, ở đây mình thấy một cái thông điệp rất là vui cho các bạn ha um, Cái khả năng sinh sản, cái năng suất làm việc, cái tình yêu, sức khỏe, sự dồi dào và sự thỏa mãn đang chờ đợi bạn ở phía trước À, mọi thứ đang phát triển và mở rộng trong cuộc sống các bạn hãy tiếp tục tiến về phía trước ha đôi khi bạn có thể là dễ dàng bị phân tâm bởi những gì đang diễn ra xung quanh mình nhưng ở đây ở vũ trụ muốn nhắc nhở bạn một cái điều quan trọng là không để bất cứ điều gì cản trở bạn à, gia tăng thêm phần thưởng trong cuộc sống ha hãy bước lên và biết rằng cái nhu cầu của bạn sẽ được vũ trụ quan tâm và có sự hỗ trợ ha cuộc sống của bạn đang có một cái sự leo thang và mạnh mẽ hơn theo cách tốt nhất có thể và vì cái lợi ích cao nhất của các bạn và ở đây một cái sự trùng hợp Mình thấy ha 6 cộng 4, 10, 3 cộng 7 cũng 10 8 cộng 2, 10 Cuộc sống của bạn mình thấy có khả năng là 10 điểm <laughs> Trong tháng 11 này Cho nên hãy tận dụng à, Cái khoảng thời gian thiên thời địa lợi nhân hòa này Để chạm đến ước mơ các bạn nha Và vũ trụ muốn bạn hãy dành chút thời gian ở một mình ha, Trong cuộc sống Điều này có nghĩa là bạn phải tự mình đưa ra những cái lời khuyên Thay vì dựa vào ý kiến và mệnh lệnh của người khác Tách mình khỏi đám đông Hãy ở một mình Ừm uhm. À, vũ trụ muốn bạn có một cái sự tự chủ tự lực và nâng cao phát triển cái tính cách cá nhân ngoan cường của bạn ừ, nếu như bạn đang thực hiện một dự án hãy tin vào bản năng của mình và làm theo sự dẫn dắt của trực giác của bạn ừ. và sự sáng tạo của bạn nó đang ở đỉnh cao ha để cho nó tuôn chảy và nếu như bạn đang ở trong một cái mối quan hệ không có quyền lực thì đã đến lúc bạn phải rời xa nó rồi nó không đem đến bạn hạnh phúc nó không đem đến cho bạn bất kỳ những điều gì mà mang giá trị tích cực thì hãy rời khỏi những mối quan hệ đó kiểu như những cái người tiêu cực hoặc là những cái tình yêu mà toàn là toxic thôi ha kiểu như vậy hãy dành thời gian để bạn đánh giá lại cuộc sống của bạn à, khi mà bạn có thời gian để bạn tĩnh lặng thì cái sự mạnh mẽ nó sẽ phát triển và đồng thời có khả năng một số bạn các bạn sẽ tìm được một cái nơi trú ẩn an toàn ha cho vấn đề đầu tư hoặc là một vài bạn có khả năng là sẽ tìm được cái ngôi nhà mới nếu như bạn đang mong chờ À, một cái ngôi nhà cho chính mình. Ừ. Ở đây mình thấy à, nếu như có những cái vấn đề gì đó trong cuộc sống của bạn thì bạn sẽ được đảm bảo an toàn hoặc là các bạn sẽ được sống sót ha, trong những cái hoàn cảnh khắc nghiệt nhất à, và bạn không chỉ sống sót mà bạn còn sử dụng những tình huống à, của người khác ha, để bạn có thể gọi là suy si xét, quan sát và bạn có khả năng gọi là biến những khó khăn thách thức trở thành cái à, cơ hội để bạn phát triển đó. Ừ mình thấy khả năng đây là có thời điểm mà đôi khi người ta thì gặp xui hoặc là công việc không tốt đẹp nhưng mà bạn lại đi ngược lại ha à, bạn mở rộng khi người khác thu hẹp ừ. và đồng thời đây là lúc mà bạn cần phải có một cái sự đừng để hoàn cảnh của mình khiến cho bạn bị à, kiềm hãm kiểm soát ở đây ừ. bạn được khuyến khích hãy để bản thân của mình trở nên kiên cường hơn vững chắc hơn lạc quan hơn bạn có một cái khả năng vượt trội để bạn vượt qua những cái thử thách và bạn rất là mạnh mẽ Ừ. Và đồng thời người khác họ có thể tìm thấy ở bạn cái năng lượng của sự an toàn Để họ có thể trú ẩn nữa đó ha Và thông qua việc mà bạn cho đi à, hỗ trợ người khác bằng lời khuyên Hoặc là những cái khả năng tài chính vật chất trong cái khả năng của các bạn Thì bạn sẽ được vũ trụ à, nuôi dưỡng bạn cho bạn nhiều hơn thế nữa Để bạn có thể cho đi nhiều hơn À bởi vì bạn là một người có khả năng có tầm ảnh hưởng cho nên những cái gì mà bạn gọi là tích cực bạn cho đi thì bạn sẽ giúp được rất là nhiều người và vũ trụ sẽ hỗ trợ hết sức ha, nhiệt tình cho các bạn ừ. và mình thấy vũ trụ muốn có một cái sự thôi thúc bạn ha, hãy phát triển con người uh, nguyên thủy của mình ha, hãy phát triển mạnh mẽ bởi vì ra thời điểm mà bạn tỏa sáng rồi và khi bạn làm như vậy bạn sẽ có một sự gia tăng được cái sức sống của bạn và góp phần vào cái sức khỏe tổng thể của các bạn nữa ừ. và vũ trụ muốn bạn biết rằng có những lúc trong cuộc sống nó phải bước tới ha và chấp nhận rủi ro nhưng cũng có những lúc bạn phải kiên nhẫn bước đi cẩn thận và chậm rãi biết rằng những cái lợi ích mà bạn sẽ đạt được trong tương lai là nó sẽ rất là xứng đáng ha hãy cẩn thận hãy tỉ mỉ và kiên trì hãy sử dụng thời gian này để bạn có thể lập kế hoạch cho các bước hành động trong tương lai và hãy siêng năng hơn ha đồng thời uh, tiến về phía trước ha, một cách mạnh mẽ bằng cách đó thì bạn sẽ thu được những cái kết quả uh, đáng kể trong những năm tới uh, đây không phải là lúc để thỏa mãn ngay lập tức ha. sự siêng năng của bạn sẽ được đền đáp trong tương lai và nó gấp 10 lần đây là thời gian để bạn có được cái sự kỷ luật có sự có sự tổ chức uh, cẩn thận từng cái uh, bước đi của mình um và hãy giữ cho mình cái không gian sạch sẽ, thoáng mát, xó sạch những cái sự lộn xộn ra khỏi cuộc sống các bạn. À, hãy suy nghĩ kỹ về cách mà bạn sử dụng thời gian và sáng suốt khi mà bạn có sự lựa chọn những người mà bạn có thể tương tác. À, đôi khi những cái người đa nghi, nghi ngờ, những người tiêu cực họ sẽ làm mất cái khoảng thời gian quý báu của bạn hoặc là mất cái nguồn năng lượng các bạn. cho nên là vũ trụ muốn bạn hãy uh, thanh lọc bớt, chọn những chỉ chọn những người có cùng tần số để mình kết giao thôi còn ai um, kiểu như là không có cùng tần số năng lượng thì hãy tránh xa họ ra ừ. hãy loại bỏ những cái mối quan hệ mà khiến cho bạn cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng đi xuống với những cái sự chê trách của họ ha và đừng ở uh, gần quá hoặc là tương tác nhiều quá với những người hay than quản hay oán trách cuộc đời nha ừ. bởi vì bạn với họ khác nhau Ha, và vũ trụ thấy bạn là người có tiềm năng làm nên việc lớn khi bạn ở gần những người gọi là mang nguồn năng lượng cực xấu này hay phàn nàn không biết ơn thì bạn rất là dễ bị tiêm nhiễm và bạn mất đi cái cơ hội để phát triển cuộc sống của mình trở nên thành tựu à, giàu có và sung túc ha cho nên là hãy cân nhắc kỹ lưỡng tránh xa những nguồn năng lượng không hay này. Một cái sự thay đổi sắp đến rồi ha đừng ngần ngại ha hãy đối mặt với nỗi sợ hãi của bạn. Ừ khi mà sự thay đổi lớn sắp xảy ra thì đã đến lúc phải hành động. À, tất nhiên là bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng, cân nhắc các bước tiếp theo. Ừ. À, bây giờ là lúc bạn phải có một cái sự à, nhìn về phía trước với ánh mắt của sự bình tĩnh và sắc đá. Sau đó bạn tiến về phía trước với sự rõ ràng, quyết tâm, sức mạnh và sự duyên dáng. Hãy nâng cao tinh thần của bạn bằng cách đưa ra quyết định ngay bây giờ. À, sau khoảng thời gian mà các bạn đã có một sự tạm dừng, nghỉ ngơi, nhìn nhận lại vấn đề quá trình cuộc sống của mình, thì đã đến lúc bạn phải hành động chứ không có chần chừ trừ nữa. Ha ngay cả khi bạn không chắc chắn 100% về cái quyết định của bạn thì ngay bây giờ bạn không nên đưa ra bất kỳ à, những cái lựa chọn theo suy nghĩ tiêu cực ha. Mình phải có một cái sự gọi là thay đổi cuộc sống, dững dàng tiến lên với những cái um, con đường mới, cơ hội mới ha. Hãy có một sự biết nắm bắt cơ hội đến với bản thân của mình tận dụng cái thời điểm quý giá của các bạn để tạo nên được cái cuộc sống mà bạn hằng mơ ước. À, và trong thời điểm này có thể cũng có những cái giai đoạn như là à, bão tố rồi đó, ha cho nên là các bạn cũng nên có một cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cái vấn đề này, ha. đặc biệt những bạn nào ở gần những cái khu vực à, có cái sự gọi là gần biển hoặc là hay có lũ lụt hay gì đó vân vân, cho nên là đây cũng là thời điểm mà quốc trụ cũng muốn bạn hãy có sự chuẩn bị à, cẩn trọng để bảo vệ tài sản của mình, bảo vệ những gì mình đang có, bảo vệ gia đình người thân. ha hoặc là các bạn nhớ à, đem theo áo mưa để dự à, phòng ừ. hoặc là trong giai đoạn này các bạn đi đứng cẩn thận nha có chừng trơn trợt hoặc là chạy xe cũng phải có một sự bình tĩnh và kỹ lưỡng một chút à, bởi vì bạn rất là quý giá trong thời điểm này chỉ có mình bạn mới có thể thay đổi được cái cục diện cuộc sống của bạn thôi cho nên hãy yêu quý bản thân của mình ha ừ. Vũ trụ muốn nhắn nhủ điều gì với bạn trước khi bước vào tháng 11 rạng rỡ. Ở đây một số bạn bạn có thể uh, phát triển cái khả năng ăn nói cho chảy của mình hoặc là bạn có thể là học hỏi họ ở những người khác ha để bạn có thể phát triển khả năng giao tiếp khôn ngoan các bạn bởi vì mình thấy là cái thành công các bạn nó sẽ liên quan đến việc gọi là đối thoại giao tiếp hoặc là cái sự tự tin chia sẻ kiến thức kinh nghiệm hoặc là một cái sự gọi là chiều học hỏi phát triển bản thân à, mình thấy thì có khả năng là có một cái người mang năng lượng nữ đây là một người thông minh à, đầy sự sáng tạo đầy sự soi nổi trong cuộc sống đầy cảm hứng họ có thể th sẽ truyền cảm hứng cho các bạn nâng cao tinh thần cũng như giúp cho bạn có nhiều ý tưởng hơn trong cuộc sống các bạn ha. để vươn tới thành công À, ở đây mình thấy là bạn sẽ đạt được cái điều bạn mong muốn như là bạn sẽ gia tăng tài chính hoặc là bạn sẽ đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp hoặc là các bạn sẽ có sự phát triển bản thân của mình lên một tầm cao mới nhưng mà à, các bạn có một cái điều trăn trở hoặc là những cái suy nghĩ tiêu cực nó cứ ám ảnh nó có khả năng sẽ khiến cho bạn không thể thành công được cho nên là hãy cố gắng vượt qua nỗi sợ ha. cố gắng vượt qua những cái điều gọi là dây dưa những cái uh, điều cũ kỹ hoặc là vượt qua con người của mình cái giới hạn cũ của bạn ừ. à, xóa bỏ những cái niềm tin hạn hẹp ra khỏi tâm trí tinh thần của bạn trong lúc này ừ. bởi vì à, cái chiến thắng ban giỏi nhất đó là chiến thắng bản thân của mình một số người người ta không có thành công bởi vì người ta có tài năng có khả năng nhưng mà người ta không có tự tin à, và từ đó người ta có sự kiểu chấp nhận số phận người ta không có muốn thay đổi bởi vì không tự tin là sẽ chiến thắng còn bạn bạn có cơ hội để giành được chiến thắng nha mình thấy các bạn sẽ có những thắng lợi thành công gì đó đến với các bạn với sự kiên cường nhiệt quyết sự kiên nhẫn luôn uh, nỗ lực và không bỏ cuộc cũng như có một cái sự biết nhìn xa trong rộng để bảo vệ bản thân của mình trước những cái cạm bẫy rủi ro ha mình thấy là như vậy uhm. Đồng thời mình thấy khi mà mọi thứ trong cuộc sống của bạn nó nâng cao lên Thì à, uh, tài chính nó có sự gọi là kéo vào cuộc sống các bạn Tuy nhiên trong thời điểm này hãy biết sử dụng đồng tiền khôn ngoan hợp lý Để tránh có những cái vấn đề như tổn thất ha Hoặc là thời điểm này mình thấy các bạn nên có sự đầu tư phát triển bản thân mình nhiều lên Chứ không phải là cái việc đầu tư rủi ro đâu nha ừ. Cẩn thận trước khi bạn bỏ tiền ra chi tiêu tiêu xài bất cứ điều gì Bởi vì nó có khả năng À, có sự gọi là rơi vào những cạm bẫy của người khác cho nên là hết sức rõ ràng tìm kiếm à, kỹ lưỡng những thông tin khi mà mình chưa rõ chưa biết hoặc là ai đó mời gọi hợp tác làm ăn là nên có sự suy xét cẩn trọng để tránh bị rơi vào cái à, bẫy mà người khác giăng ra cho các bạn ừ. và bạn cũng đừng có hấp tấp Ha, vội vã mọi thứ sẽ dần dần được tiết lộ và khi mà bạn cảm thấy trong chơi nhất quan mang nhất thì hãy dành thời gian một mình ha mình đọc sách mình nghiên cứu mình nghe nhạc thư giãn thì hoặc là xin lời khuyên từ những người có kinh nghiệm đi trước ha à, Tuy nhiên thì bạn cũng phải có những cái um, chất của riêng mình có những cái ý tưởng suy nghĩ riêng của riêng mình và đưa ra những quyết định của bạn riêng bạn à, rồi thì mình thấy các bạn sẽ biết vận dụng ha, cân bằng và có được cái thành công cho chính bản thân của bạn à. Một số bạn trong giai đoạn này nói khá là nhiều đó ừ, Cho nên là hãy uh, biết cân bằng Cung cấp thêm nguồn nước cho cơ thể ha Bạn hơi nóng trong người à, Hoặc là một số bạn uh, Trước khi bạn đưa ra lời nói Hành động bất cứ điều gì, gì Hãy suy nghĩ uống lửa bảy lần trước khi nói Hãy luôn tạo cho mình cái uh, sự vui tươi Vui vẻ hài hòa ha Chứ đừng có trở nên hóng hách Hoặc là kiêu ngạo hoặc là nóng tính Bởi vì nó sẽ không tốt cho công việc của các bạn Nó khả năng gây ra cái sự bảo tố cho các bạn đó Cho nên hãy biết phòng ngừa đó ừ. À, một số bạn ở đây thì mình thấy là trong giai đoạn này các bạn được vũ trụ khuyến khích các bạn hãy có sự chú trọng hơn người vẻ bề ngoài các bạn ha? chú trọng hơn vào bản thân của mình ừ, đầu tư vào bản thân nó sẽ giúp cho các bạn gọi là thu hút tiền tài thu hút sự thịnh dưỡng thu hút sự may mắn và thu hút sự thành tựu à, mình thấy là như vậy ừ. Đừng quá vung tay quá chán trong thời điểm này nha. Một số bạn thích mua sắm nhiều thứ nhưng mà trong thời điểm tới thì mình không thể biết là mọi thứ nó sẽ như thế nào. Đôi khi có khả năng sẽ có những cái vấn đề phát sinh, uh, suy thoái kinh tế hoặc là bảo tố phong ba gì đó. Cho nên là mình nên có một cái khoản tiền tiết kiệm ha thì nó sẽ tốt hơn. Ừ. Uh, một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn được khuyến khích là... Nên có sự, uh, giống như mình nói là chọn bạn mà chơi đó, ha, để tránh uh, bị người khác uh, kéo lôi vào những cái um, hành động không đúng hoặc là những cái uh, hoạt động mà gọi là uh, đi sai đường, sai lối, đó, ha, cẩn thận. Và tránh xa những cái quá chất độc hại, những chất kích thích hoặc là bất cứ điều gì mà khiến cho bạn không có được minh mẫn. À, hoặc là sức khỏe của bạn đi xuống một số bạn ở đây thì mình thấy là các bạn ăn uống cũng nên chú trọng một chút ha nói chung là bất cứ điều gì ăn uống ngủ nghỉ ha hoặc là những cái phương pháp chế độ gì đó thì các bạn nên tìm hiểu kỹ rồi mình hãy ứng dụng hay áp dụng để mình không có bị uh, ảnh hưởng sức khỏe tinh thần của các bạn ở đây mình thấy các bạn sẽ có một sự giàu có để bạn có thể chia sẻ cho đi mình thấy bạn có rất là nhiều những cảm xúc biết ơn trân trọng ha bạn có sự đủ đầy có sự dư giả có sự là hạnh phúc trọn vẹn ở đây một cái lá bài rất là đẹp và mình thấy là bạn không sẽ không giữ cho riêng mình đâu mình thấy bạn có khả năng sẽ uh, cho đi rồi bạn sẽ thu hút nhiều vào nữa ha kiểu như vậy nó luôn có sự vận hành một cách hài hòa nó không có bị đứt quãng ha à. và ở đây thì mình thấy trong thời điểm này thì một số bạn có thể là các bạn sẽ có thú cưng mới nè ha hoặc là bạn sẽ có một cái sự kết nối với hoa lá, với cây cỏ ha? kết nối với thiên nhiên càng nhiều ha? thì bạn sẽ càng hạnh phúc hơn, thoải mái thư giãn hơn và từ đó may mắn đến với bạn nhiều hơn và tiền bạc nó có sự phủ phê hơn ha, mình thấy là như vậy. mình thấy có khả năng một số bạn các bạn làm trong lĩnh vực chữa lành mà lĩnh vực gọi là truyền cảm hứng, uh, lĩnh vực nâng cao tinh thần cho người khác thì cái công việc của bạn nó sẽ có sự phát triển, có khả năng là cũng có những cái lúc mà bạn cảm thấy chán nản, thất vọng nhưng mà mình thấy với cái sự gọi là cố gắng vượt qua được cái giai đoạn gọi là bế tắc này thì bạn sẽ đạt lên một cái tầm cao mới ha, bạn có sự sáng suốt, thấu suốt, có nhiều cái ý tưởng hơn cho công việc hoặc là các bạn sẽ có sự thông thái hơn rất là nhiều. Uhm. ở đây mình thấy các bạn được khuyến khích hãy có một cái sự từ bi ha hãy học hỏi cái nguồn năng lượng từ bi uh, từ Phật Quan Âm à. có thể một số bạn các bạn đọc Phật ở đây ha thì um, bạn được khuyến khích hãy ngừng đưa ra những cái phản những cái phán xét về bản thân hoặc là về người khác ha? hãy tập trung vào tình yêu thương và ánh sáng trong mỗi người và cái sự dịu dàng là cái sức mạnh đằng sau những cái sức mạnh thực sự uhm nó đến từ cái việc nuôi dưỡng bản thân bằng những cái lời nói, suy nghĩ, hành động, ý định và một hình thức ăn uống bổ dưỡng. Bạn hãy bảo vệ bản thân khỏi những sự khắc nghiệt bằng cách bạn đặt ra những cái ý định để chỉ thu hút những cái bài học và những cái mối quan hệ tử tế và nhẹ nhàng trong cuộc sống của bạn. Ha. Và biến sự khắc nghiệt thành sự dịu dàng bằng cách từ chối nhìn thấy bất cứ điều gì ngoại trừ ánh sáng rực rỡ trong mỗi người và hoàn cảnh. Uhm và ý định này bắt đầu từ mối quan hệ của bạn với chính mình ha hãy thật dịu dàng với chính mình trong mọi cách hãy hạnh phúc hãy tử tế ngọt ngào nhưng trên hết là bạn hãy thành thật với bạn ừ. hãy giải phóng những cái tội lỗi những xấu hổ lên thiên đường để được chữa lành và chuyển hóa ha à, luôn giữ suy nghĩ của bạn về bản thân và những người khác theo hướng tích cực tránh buông chuyện hoặc là nói xấu bản thân hoặc là người khác ha tha thứ cho bản thân và người khác là cái điều mà bạn sẽ tạo nên rất là nhiều những cái phước đức cho cuộc sống của bạn đừng quá khắc khe với chính mình và mọi người hãy giải phóng cái xu hướng toàn cầu ở đây ừ. ở đây mình thấy các bạn sẽ có một cái sự phát triển cái khả năng à, nghệ thuật hoặc là âm nhạc hoặc là có khả năng thấu thị tâm linh của các bạn có một số bạn các bạn cũng được khuyến khích hãy có một sự quan tâm nhiều hơn đến trẻ em ha à, à, hoặc là giúp bảo vệ cho những người phụ nữ um, yếu đuối ha hoặc là những cái người họ đang rất là cần đến các bạn ha để hỗ trợ thì mình thấy là như vậy hoặc là các bạn nữ nên biết yêu thương bản thân của mình hơn à, tránh đừng để người khác à, khiến bạn trở nên à, lệ thuộc ha mất kiểm soát và mất đi cái sự tự do của các bạn trong những mối quan hệ bên ngoài hoặc là các bạn nam cũng vậy ha mình thấy là như vậy rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ hai bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ hai để xem coi vũ à, trụ muốn nhắn nhủ điều gì với bạn trước khi bước vào tháng 11 rạng rỡ này ừ. Và đây những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người rất là cá tính ha, mạnh mẽ, giỏi giang. Một số bạn ở đây mình thấy các bạn vừa khéo ăn, khéo nói, các bạn vừa biết uh, kinh doanh mua bán. Hoặc một số bạn các bạn rất là thích đam mê, kinh doanh vàng bạc đá quý rồi đó. <laughs> Một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn có vương quyền có địa vị hoặc có sự vững chắc trong cuộc sống rồi hoặc là bạn đang trên đà muốn phát triển cuộc sống như vậy ừ. và mình thấy um, có thể là các bạn cũng là một người có rất là nhiều việc phải làm trong thời điểm này cho nên là đôi khi bạn cảm thấy rất là mỏi mệt ừ. căng thẳng hoặc là dạo gần đây mình thấy các bạn nên có một sự cẩn thận trong việc và vận động cơ thể đó cũng nên gọi là tập thể dục nhưng mà đừng có gọi là vận động quá mạnh tay ha ừ mình thấy trong thời điểm này một số bạn tụ hai nên có sự kỹ lưỡng hơn trong việc đi đứng hoặc là chạy xe ha, cẩn trọng một chút để tránh những cái vết thương cho bản thân của mình ở đây ừ. à, mình thấy dường như cuộc sống của bạn đang có những cái bước đi mới những cái khởi đầu mới con đường mới à, hoặc là một cái hoạch mới nào đó tuy nhiên thì hãy có những cái bước đi rõ ràng chứ đừng có gọi là bị ảo tưởng quá như có khả năng bị rất hố ha mình thấy là như vậy các bạn luôn được ơn trên so sáng để giúp cho bạn có những cái cảnh báo để bạn có thể là không có có những cái bước đi sai lầm cho nên là hãy hết sức tập trung đặc biệt là chạy xe là hết sức tập trung nha các bạn đừng có sao nhãn hoặc là vừa chạy xe vừa suy nghĩ là rất là dễ có cái vấn đề phán xích bất ngờ rồi mình không có xử lý kịp đó Ừ, ở đây mình thấy là bạn cũng uh, có được rất là nhiều những cái thành tựu vinh quang bạn là một người có khả năng gọi là uh, tự uh, lên cái uh, kế hoạch cho bản thân của mình và có tính kỷ luật rất là cao và có khả năng hoàn thành mọi thứ một cách trọn vẹn à, bạn mang trong mình cái uh, uh, dòng máu chiến binh thôi cho nên là đôi khi có những trở ngại khó khăn nó không là gì đối với các bạn cả nhưng mà đây là thời điểm mà các bạn nên bình tĩnh suy xét nha kiên nhẫn hơn một chút chứ đừng vội vàng uh, đừng có ẩu trong thời điểm này bất cứ những cái việc gì đó mà bạn có sự đầu tư đừng có gọi là quá bốc đồng, quá bộc phát. Và ở đây mình thấy là các bạn cũng nên cho bản thân nghỉ ngơi, bạn mang vác quá nhiều gánh nặng, ha, à, quá sự nhiều sự cầm kềnh, mệt mỏi thì nó khiến cho bạn gọi là đi chậm hơn hoặc là khiến cho cái sức khỏe của bạn nó, nó không có được phát triển, nó khiến cho bạn trở nên bị gọi là làm việc không có hiệu quả đó, ha, kiểu như vậy. Rồi thì bạn cũng sẽ đến đích mà thôi, ha, cái đích đến của bạn nó đã ở gần các bạn rồi, nhưng mà bạn cần phải giữ sức ha cần phải có sự gọi là đừng lo lắng quá nhiều ha đường về cũng đường gì cũng về la mã nhưng mà trước tiên phải yêu thương bản thân của mình để mình có sức mà mình tiến đến uh, cái um, sự vinh quang của các bạn ha. mình thấy là như vậy và ở đây thì mình thấy là một số bạn các bạn uh, đặc biệt ha, là một số bạn có con ha có con á, thì nên bảo vệ chăm sóc chúng thật là tốt trong thời điểm này để tránh đi lạc hoặc là um, rời khỏi nhà hoặc là có khả năng là uh, đi đứng không có um, cẩn thận thì dễ bị té ha mình thấy là như vậy đây là những điều mà bạn có thể tránh được ha và mình thấy là với cái sự cố gắng quyết tâm của các bạn vào một cái dự án kế hoạch gì đó bạn sẽ có một cái sự thành công vang dội nha À, và cái sự thành công của bạn được ơn trên hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều hoặc là bạn muốn khai triển phát triển cái gì đó mới thì bạn sẽ nên tin tưởng vào trực giác cũng như sự mách bảo ừ, từ tiếng nói nội tâm các bạn bởi vì bạn sẽ được hướng cho bạn cái con đường rõ ràng để bạn có thể tiến đến được cái ước mơ của các bạn ha à. Một số bạn trong thời gian sắp tới sẽ đi du lịch nè ha. hoặc là các bạn có khả năng là sẽ mua xe mới nè vân vân ừ. Nhưng mà như mình nói cần có một cái sự cảnh báo các bạn cái vấn đề xe cộ là các bạn hết sức uh, cẩn trọng. Vũ ừ. trụ mua nhắn nhủ điều gì với bạn trước khi bước vào tháng 11 rạng rỡ? Một số bạn uh, có khả năng các bạn sẽ um, mua một chú thú cưng ha à, hoặc là mình thấy các bạn có sự kết nối với thiên nhiên cây cỏ hoa lá hoặc là động vật khá là nhiều trong thời điểm này ừ. mình thấy các bạn cũng nên có sự nhắc nhở người thân gia đình cha mẹ các bạn đừng có quá áp lực hoặc là đừng có quá gọi là căng thẳng hoặc là à, đừng mang vác nặng quá ừ. một số bạn các bạn đang gọi là muốn làm đang làm một cái điều gì đó bạn đang cố gắng hết sức mình ha thì mình thấy nó sắp thành công rồi đó, à, cho nên đừng có nản chí, ừ, mình thấy là như vậy và mình thấy dường như uh, những cái chồi um, non ha, mơn mởn nó đang gọi là nó phát triển rồi, à, uh, những cái điều gì đó lúc trước các bạn có sự gọi là tưởng chừng nó là những cái khúc củi nhưng bây giờ nó có một sự gọi là phát triển nó không có bị chết đi mà nó đang gọi là tăng trưởng mỗi ngày, cho nên có khả năng đó là những cái uh, sự may mắn bất ngờ đang đến với các bạn đó ở đây vũ trụ muốn bạn biết rằng cái sự giác ngộ xảy ra khi mà uh, một người bước ra khỏi thế thế giới những cái giới hạn của định nghĩa thông thường về bản thân và mở rộng sang cái nhận thức sâu sắc hơn về bản thân trong vũ trụ ha ừ. bây giờ bạn đang chạm tới cõi vô hình của tinh thần và bạn đang có một sự kết nối với ân trên rất là mạnh mẽ ha và mắt thường không thể nhìn thấy được ừ. và các lực lượng thiên liên đang gọi là hỗ trợ bạn trên cái hành trình của bạn đó Ha, hãy có niềm tin vào bản thân à, Bạn có nhiều hơn những gì mà bạn tưởng tượng Hãy kiên nhẫn vì có một cái kế hoạch đang diễn ra à, Đồng thời ở đây Có một cái sự gọi là um, Bạn đang bước vào một cái uh, Thời kỳ chuyển đổi mở rộng Một cách rực rỡ và đáng chú ý ha. Hãy tin tưởng rằng Những thay đổi phía trước là vì lợi ích lớn hơn Và chắc chắn nó sẽ là như vậy Đối với các bạn Ừ um. và vũ trụ và ơn trên thiên đàng đang bảo vệ cho các bạn ha bạn có thể vượt qua bất cứ điều gì và rễ của bạn đang có một sự cắm sâu ha vào mặt đất ha bạn giống như một cây sòi cổ thụ vậy đó bạn dũng cảm và bạn có thể sống sót ha bất cứ điều gì xảy ra thì bạn luôn giữ vững tinh thần bạn mang trong mình cái nguồn năng lượng của một nhà lãnh đạo và bạn có quyền lực lớn trong cuộc sống của bạn và cái trí tuệ vĩ đạn đang mở rộng bên trong bạn và những người khác sẽ cảm nhận được cái điều này ha. Ừ. À, bạn được khuyến khích hãy có sự bảo vệ tài sản của các bạn ha, hãy cẩn thận đã để bảo vệ ngôi nhà các bạn, những người thân yêu và chính bạn. Ừ. Vũ trụ sẽ ban cho bạn cái nguồn sinh lực mạnh mẽ ha. sức sống và sức mạnh đồng thời để bạn có thể gọi là nâng cao tôn vinh được cái sự rộng lớn cao quý và bền bỉ của chính bản thân mình, bạn được khuyến khích hãy cầu nguyện với ơn trên nhiều hơn, ha, với vũ trụ với thiên thần cái đấng của hộ thiên liên nhiều hơn để các ngài có thể bảo vệ cho bạn và những người thân yêu các bạn, ha, giúp cho bạn giảm bớt những cái gánh nặng lo lắng bất an của chính bản thân mình, ha, đừng mang vác quá nhiều ơn trên luôn sẵn sàng tương trợ cho các bạn. Nhưng mà các ngài cho bạn cái quyền tự do ý chí cho nên là chỉ khi nào bạn kêu cầu bạn cầu nguyện thì ơn trên mới có thể gọi là dang rộng đôi cánh để có thể nâng bạn lên à, một số bạn ở đây dạo gần đây các bạn hãy thấy con số thiên thần 1212 hoặc là các bạn nên uh, lên Google search con số thiên thần 1212 này để bạn có thể biết thêm cái chi tiết mà cái thiên thần đang muốn hướng dẫn cho các bạn và vũ trụ muốn nhắc nhở các bạn ha và niềm vui đang mở rộng trong cuộc sống của các bạn ha hãy có một cái sự vui vẻ lên ừ. hãy dành thời gian với những người thân yêu các bạn ha một số bạn có khả năng các bạn sẽ đi đến những cái buổi họp hoặc là các bạn sẽ có những cái sự tham gia những cái buổi lễ kỷ niệm hoặc là có những cái tổ chức những cái buổi tiệc nào đó hoặc là bạn được khuyến khích hãy kết nối với mọi người với cộng đồng nhiều hơn để cộng hưởng năng lượng cùng nhau cầu nguyện ha để có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả những người liên quan ở đây và cái niềm vui mà bạn trải nghiệm sẽ khơi dậy cái khả năng sáng tạo vô tận ha à, và cuộc sống của bạn nó sẽ nở hoa. Hãy chia sẻ niềm hạnh phúc và sự phấn khởi của bạn với người khác và nó sẽ tăng lên theo những cái bước nhảy giọt. À, đây là lúc mà bạn nên có một cái sự làm màu đầy màu sắc hơn với cuộc sống của mình, đừng quá khắc khe với chính bản thân mình ha. Ừ và đừng đưa ra những cái uh, cam kết quá khó khăn hoặc là nhanh chóng và đây là thời điểm mà nên cẩn thận khi mà bạn ký bất kỳ những văn bản pháp lý nào hoặc là đưa ra bất kỳ những cam kết nào ngay bây giờ đừng vội vàng hứa trong thời điểm này nha à. bởi vì đôi khi có khả năng là có những cái uh, vấn đề mà mình không thể giữ được lời hứa cho nên tốt nhất là mình hãy cẩn trọng với cái lời hứa của bạn uhm. hãy cho phép bản thân của mình được vui chơi ha, thật nhiều niềm vui uhm. đặc biệt là khi ở trong cộng đồng và những người khác à mình thấy là như vậy ở đây vũ trụ muốn bạn hãy biết rằng những cái phước lành to lớn đang đến với cuộc sống của bạn, à, các thiên thần, các đấng bảo hộ thiên liên à, và ơn trên đang theo dõi các bạn ha và sự can thiệp của các thiên thần luôn có sẵn cho bạn hãy cởi mở với tiếng nói của thần thánh và những thông điệp luôn có sự gọi là mang đến cho bạn kịp lúc ha, để bạn có thể có những cái quyết định đúng đắn kiểu như là một số bạn các bạn có những cái vấn đề gì đó mà bạn không ngờ nó sẽ đến nhưng mà vũ trụ bằng một cách nào đó rất là tình cờ ngẫu nhiên bạn đọc được một cái tin tức nào đó rồi bạn uh, suy nghĩ ha, cho tương lai và bạn có một cái biện pháp um, thay đổi ha, hoặc là có sự chuyển đổi nào đó để bảo vệ cái tài sản bảo vệ cái quyền lợi các bạn kiểu như vậy đó đồng thời ở đây thì mình thấy có rất là nhiều những cái thông điệp vũ trụ muốn lặp đi lặp lại với bạn rằng bạn đừng quá lo lắng bạn được bảo vệ bạn an toàn rồi À, hãy có niềm tin rằng con đường của bạn được hướng dẫn à, hãy để những cái um, dấu hiệu hoặc là những cái tiếng nói nội tâm ha, trực giác của bạn mách tạo cho các bạn biết bạn nên đi theo con đường nào hãy để ý đến những cái um, uh, con số lập hoặc là có những cái dấu hiệu mà bạn thấy dạo gần đây mà bạn có những cái cảm xúc được thúc đẩy hoặc là bạn cảm nhận đó chính là từ ân trên thì đó thực sự đúng như vậy ha và cái năng lượng chữa lành sâu sắc đang chảy đến với bạn theo những cách kỳ diệu Năng lượng sản khoái Và bạn đang được bổ sung những cái niềm vui đang tràn ngập cuộc sống của các bạn Cho nên hãy tận hưởng các điều này Và vũ trụ thấy rằng bạn là một người có lòng dũng cảm, bất diệt, đầy đam mê Và có chiều sâu Mọi thứ đang có sự phát triển mạnh mẽ hơn Bạn là một chiến binh của ánh sáng ha hãy bước về phía trước ha hất vai về phía sau và đứng lên vì chính mình và niềm đam mê các bạn hãy lên tiếng cho những người kém may mắn hơn à, và đồng thời hãy có một sự chuẩn bị tỉ mỉ chi tiết trong mọi hành động đây không phải là lúc để bạn có sự rụt rè ha đừng bị giới hạn bởi niềm tin của người khác ừ. hãy sử dụng niềm đam mê của bạn để tạo nên sự khác biệt và cái lòng dũng cảm không có nghĩa là bạn không có sợ hãi ha không sợ hãi có nghĩa là ít sợ hãi hơn hãy thừa nhận cái nỗi sợ hãi của bạn và hành động bằng mọi cách để có thể vượt qua nó à, hãy đứng lên hãy mạnh mẽ và đầy quyền lực bạn có lòng dũng cảm to lớn bên trong bạn và đây là thời điểm mà bạn sẽ phát triển nó đây là thời điểm của các bạn ha đây là lúc mà bạn khẳng định sức mạnh và bước vào tiềm năng của mình uhm và ở đây thì bạn có đôi khi có những cái sự sợ hãi ha bạn cảm thấy không chắc chắn nhưng mà hãy dũng cảm lên ha hãy để thế giới này nghe thấy giọng nói của bạn hãy đứng dậy hãy đứng lên vì chính mình và vì người khác hãy chia sẻ niềm đam mê của bạn à, bạn có thể chia sẻ bằng cái tận nguồn từ cái trái tim của các bạn ừ, làm việc hết sức nhiệt tình à, và hãy viết và nói những lời nói những lời tăng, những lời khẳng định có tính tích cực và ý nghĩa to lớn và hãy luôn giữ cho mình một cái sự gọi là cao thượng và có lòng dũng cảm sâu sắc ở đây. À. Bạn đang được vũ trụ tiếp thêm cái um, nguồn năng lượng, sức sống tâm linh ha và đồng thời giúp cho bạn có sự giác ngộ và bạn đang được ơn trên gọi là mặt khải cũng như là um, có những cái điều gì đó để giúp cho bạn có sự soi sáng tinh thần các bạn để từ đó bạn có thể giúp cho mọi người ha, được mở rộng cái um, suy nghĩ của họ ha, cái sự thấu hiểu của họ kiểu như vậy. Một số bạn ở đây mình thấy là bạn có công việc liên quan đến hội nhóm đến cộng đồng, có liên quan đến việc chia sẻ giá trị cho mọi người ha, cho nên bạn mới có một cái thông điệp như vậy. Uhm. hoặc là các bạn rất là muốn nói, rất là muốn chia sẻ nhưng bạn tự ti, bạn rụt rè rằng mình không có khả năng đó, bạn có thể luyện tập, đâu phải ai mới sinh ra đã nói hay, việc của bạn là hãy luyện tập từng ngày, từng ngày một và bạn sẽ thành công thôi, bạn sẽ có được cái vốn từ mở rộng phong phú nếu như bạn học hỏi trao dồi thôi, ai cũng vậy, ai cũng phải vượt qua được cái giai đoạn luyện tập này thì mới thành công được. Ha, cũng như học tiếng Anh gì đó cũng phải học từ vựng cũng phải học ngữ pháp hoặc là học cách giao tiếp ừ, thì mình mới có thể nói hay hoặc là mình có thể nghe được người khác ha kiểu như vậy có thể giao tiếp một cách tự tin ừ. đây là một cái sự động viên từ vũ trụ dành cho các bạn đó nếu như bạn muốn hướng hai con đường các bạn theo cái hướng đi à, chia sẻ này ừ. và khi mà À, bạn à, tỏa sáng thì bạn sẽ thu hút những cái người có nguồn năng lượng ánh sáng giống như bạn. Ha. À, bạn không có cần phải gọi là để tâm quá nhiều đến những cái người ảnh hưởng tiêu cực hoặc là gây cho bạn cái sự gọi là khó chịu, bởi vì họ không có cùng cái tần số năng lượng các bạn. Ha. cái gì mà không thuộc về bạn thì bạn có quyền bỏ lơ và rời xa họ. Ha. À, đừng có để bản thân của mình à, trở nên quá um, bị thao túng bởi những cái người này thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái con đường cái sự nghiệp hoặc là cái cái sứ mệnh của các bạn đó ừ. hãy xây dựng ranh giới cho chính bản thân của mình vũ trụ muốn nhắn nhủ điều gì với bạn trước khi bước vào tháng 11 rạng rỡ này ở đây vũ trụ muốn bạn hãy sống hòa bình ha sống hạnh phúc À, sống yên vui à, nhẹ nhàng, ừ. vũ trụ mang đến cho bạn những cái món quà của sự bình yên, của sự hài hòa, của sự chữa lành. một số bạn có được một cái tình yêu à, ấm áp đầy sự yêu thương khi mà bạn biết rời khỏi những cái gì đó không phù hợp với các bạn. khi mà bạn biết rời khỏi những cái người không yêu thương, không trân trọng các bạn. ha. những điều mới sẽ đến khi mà những cái cũ nó rời đi. À, và mình thấy các bạn sẽ rời khỏi những cái tình trạng bế tắc, à, những cái tình trạng gọi là cạn kiệt gì đó thì cuộc sống của bạn sẽ có sự đầy ắp những cái giá trị vàng bạc tài chính tiền bạc có sự nâng cao à, và mình thấy nguồn tiền của bạn nó ngày càng phát triển hơn thậm chí một số bạn có khả năng là sẽ gia tăng tài chính hoặc là gia tăng vàng bạc đá quý gì đó vân vân à, mình thấy vũ trụ muốn bạn á có thể một số bạn các bạn bị cái cuộc sống vật chất này nó ảnh hưởng các bạn cho nên là bạn bị rất là căng thẳng rất là sợ nhiều thứ nhưng mà vũ trụ muốn bạn hãy có sự gọi là rời khỏi những lo lắng này đi tập trung vào có hướng đi cái mục tiêu có sứ mệnh các bạn những điều khác vũ trụ sẽ ban theo sau thậm chí còn nhiều hơn rất là nhiều so với những gì mà bạn đã tưởng tượng ha cho nên đừng có lo lắng quá nhiều ừ. hãy giúp cho bản thân của mình thanh thoảng bình yên nhất và ở đây trong cái thời điểm này ha ừ. Uh, một số bạn các bạn còn phải thay đổi bản thân của bạn thì bạn mới thành công được. bạn muốn cuộc sống của bạn tốt hơn, cuộc sống của bạn sung túc đủ đầy hơn thì bạn phải thay đổi. bạn cuộc sống bạn không hề thay đổi nếu như bạn không hề thay đổi kiểu như vậy ha. và hãy học hỏi ha, từ những gì đã mất, ha, những gì đã rời khỏi cuộc sống các bạn. hãy uh, nhận ra cái bài học đó và trở nên trưởng thành để mình uh, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn uh, là chính mình và phát triển nhiều hơn thế ha. tạo dựng một cái nền tảng vững chắc và an toàn một số bạn như mình nói đây là cái thời điểm mà cẩn thận chạy xe nữa ha, à, kỹ lưỡng hơn một chút ừ. hoặc là giống như bạn xem được quá nhiều tin tức liên quan đến chiến tranh chết chóc gì đó thì bạn cũng đừng để bản thân của mình bị dao động quá nhiều. Ha? À, tới đâu hay tới đó, ha? mình vẫn còn bình yên, hãy biết ơn điều đó. À, mình vẫn còn một cuộc sống thoải mái, vẫn còn có thể phát triển thì mình cứ tận dụng mà mình phát triển hết sức mình, ừ. chứ đừng để những cái điều bên ngoài ha, ảnh hưởng đến cái lòng tin của các bạn, ảnh hưởng đến sức mạnh của các bạn. Mình thấy ở đây các bạn mà kiểm soát vấn đề nhiều quá Thì cái vấn đề bạn không có được giải quyết Mà khi mà bạn có sự gọi là buông lỏng đó Bạn chấp nhận Bạn tập trung vào những cái gì thực sự bạn có thể nắm giữ Thì những cái điều khác nó lại trở nên thuận hòa trở lại Nó trở nên suôn sẻ trở lại Đặc biệt là vấn đề tài chính đó Mình thấy là như vậy Một số bạn ở đây thì Mình thấy là các bạn được khuyến khích hãy cầu nguyện nhiều hơn cho những người thân yêu ha đã qua đời các bạn hoặc là cầu nguyện nhiều hơn cho gia đình người thân các bạn trong thời điểm này để mọi người luôn được an toàn hoặc là những người thân yêu của bạn được uh, vũ trụ đưa lên thiên đàng ha mình thấy là như vậy và cẩn thận với những cái lời ngọt ngào những cái người gọi là mời gọi hợp tác gì đó coi chừng đó là một cái bẫy ha và khiến cho bạn có sự kết thúc những cái điều tươi đẹp của các bạn cho nên là hết sức kỹ lưỡng và cẩn trọng uhm đừng bị dao động, ha. À, tỉnh táo lên, đừng có bị cái vấn đề vật chất nó khiến cho bạn bị mù đường mất phương hướng, ha. bị um, mờ đường đó, kiểu như vậy. Số bạn có khả năng là sắp uh, đi biển chơi hoặc đi du lịch gì đó thì cũng nên uh, sắp xếp uh, có cái uh, kế hoạch rõ ràng um, để tránh có sự bị lúng túng. Um. và ở đây hãy luôn sống tốt mỗi ngày ha sống như thể là mình chỉ còn một ngày để sống ha để mình tận dụng mình trọn vẹn hết con người của bạn và sống một cách thiện lành hài hòa đem đến những cái điều giá trị cho cuộc sống thì cuộc sống của bạn nó sẽ trở nên thăng hoa hơn và vũ trụ sẽ giúp cho mọi thứ mà khó khăn trong cuộc sống của bạn nó có sự xây chuyển tốt hơn ha có sự vững chắc hơn và nảy nở hơn mình thấy là như vậy bạn nào mà các bạn uh, có một cái ngành nghề liên quan đến trình diễn biểu diễn rồi đó um, hoặc là mc hay gì đó thì hãy cẩn trọng trong ngôn từ của mình nói chuyện một cách nhẹ nhàng thôi ha thoải mái với những mọi người đừng có quá gọi là uh, kiêu căng tự phụ hoặc là nghĩ mình là đúng bởi vì những cái nguồn năng lượng này nó sẽ thu hút những cái rủi ro đến với các bạn cho nên hết sức bình tĩnh hoặc là uh, bạn nhớ kiểm tra cái um, sân khấu rồi đó ha để tránh có những cái um, sự biến cố bất ngờ mình không có xử lý kịp ảnh hưởng đến bạn ừ, mình thấy là như vậy đặc biệt các bạn tụ hai này là mình thấy là chạy xe cẩn thận ha trong thời điểm này nha và các bạn cũng nên uống nước nhiều ha rồi đồng thời à, hãy có một cái sự tiếp xúc thiên nhiên nhiều thì nó sẽ tốt cho các bạn ừ. tiếp xúc thiên nhiên hoa lá cây cành nhiều ha kiểu như vậy ở đây thì mình thấy là các bạn có khả năng um, phát triển được cái sự um, gọi là bạn có khả năng vận dụng thu hút được luật hấp dẫn uh, thu hút những điều bạn mong muốn cho hành sự thật nhưng mà với cái việc bạn phải uh, tập trung thay đổi con người cũ uh, sống có chí hướng hơn ha và đồng thời có sự cam kết vững chắc thì bạn sẽ thu hút được tiền tài, tình yêu đến với các bạn ừ. Ở đây một số bạn, các bạn kiểm soát quá nhiều vấn đề tình cảm Kiểm soát người yêu quá nhiều Hoặc kiểm soát cái kết quả quá nhiều Thì bạn sẽ khiến cho mối quan hệ đó ngột ngạt và rất là dễ à, Rời khỏi tầm tay các bạn Cho nên các bạn cũng được khuyến khích thời điểm này Hãy cân bằng ha Hãy vui chơi, hãy thoải mái Hãy để cho mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên Đừng quá kiểm soát Ừ Và đề phòng với những cái vấn đề Mà liên quan đến bùa chú Thôi miên, thuốc mê rồi đó ừ. Hãy kỹ lưỡng hơn Trong việc ăn uống rồi đó ừ. Bạn nào mà có một cái sự kết thúc công việc Hoặc mà vấn đề gì đó Thì sẽ có những cái điều mới nảy sinh ra Nó còn tốt đẹp, nó còn gọi là Tươi sáng hơn rất là nhiều so với những cái thứ cũ Cho nên mà cũng không có cần phải hối hận gì hết Hãy nhìn ra những cái bài học Những gì mà mình đã chưa làm được Những cái khuyết điểm của bản thân mình để chấn chỉnh nó À, để nắm bắt những cơ hội vàng đang đến với các bạn nè. Ừ. Cuộc sống của bạn đang mở rộng, đang tràn đầy màu sắc. À, hãy tự tin à, hướng tới cái cuộc sống tươi đẹp của mình. Ở đây một số bạn các bạn cũng nên chú ý đến những cái vấn đề liên quan đến vàng đó. Ví dụ như bạn là người đầu tư vàng hay gì đó hãy cập nhật tin tức liên quan đến những cái tin tức à, về giá vàng hoặc là cái sự à, giao dịch vàng bạc ở đây. Bởi vì có khả năng à, nếu bạn không cập nhật thì có thể là bạn sẽ Ừ, có sự hối hận ha, ừ, hối tiếc à, cho bản thân của mình, à, cho nên là hết sức um, tập trung cũng như là à, cập nhật thông tin. Ừ. Đây là thời điểm các bạn không nên mạo hiểm mà hãy có một cái sự gọi là theo các phương thức truyền thống thôi, chứ đừng có mạo hiểm, đừng có um, có một cái sự đánh cược bất cứ điều gì cả. ha ừ. Ở đây thì mình thấy cái hoàn cảnh gia đình của bạn đang được cải thiện. À, một số bạn có khả năng là các bạn sẽ uh, có sự chuyển nhà chuyển chỗ ở hoặc có những cái thay đổi lành mạnh về những cái người thân của các bạn um, có một cái ngọn lửa bất diệt trong tâm hồn của bạn đó là ánh sáng hạt giống và tia sáng trong ý thức của bạn à, và thế giới bên ngoài nó phản ánh thế giới nội tâm của các bạn ha hãy nhìn xung quanh ngôi nhà của bạn à, bạn cảm thấy nó có ấm áp hay không hoặc là bạn được khuyến khích hãy có sự biết uh, bảo vệ cũng như gìn giữ ngôi nhà của mình hoặc là chắc chắn cũng như là cái ngôi nhà tinh thần tâm hồn các bạn nữa ừ. hãy sử dụng cái trí tưởng tượng sáng tạo của bạn để thêm cái nguồn năng lượng ấm áp cho ngôi nhà của bạn ha, chẳng hạn như là trang trí nè ừ. quét dọn nhà cửa nè ha làm bất cứ điều gì để cho ngôi nhà của mình đầy sinh khí ha, đầy sự gọi là um, thịnh dưỡng hơn và đây à, mình thấy trong thời điểm này một số bạn có khả năng là bạn sẽ mua được cái ngôi nhà như ý ha, nếu như bạn đang tìm kiếm ừ. liên quan đến nhà cửa ở đây nè và đồng thời cẩn trọng với cái việc gọi là sử dụng nguồn lửa nha ừ. để tránh hỏa hoạn mình thấy à, có thể là cuộc sống của các bạn sẽ được à, tẩy rửa những cái nguồn năng lượng tiêu cực ha và mang đến cho bạn những cái sức sống mới mạnh liệt hơn ừ. và bạn chính là cái nhân tố khiến cho những người thân yêu các bạn được nạp lại năng lượng ha à, sức sống cho nên hãy kết nối với mọi người và lan tỏa tình yêu ánh sáng và sự nhiệt tình ở đây hoặc là có một số bạn có ai đó sắp chuyển đến ở um, với các bạn ha hoặc có khả năng là người thân về thăm hoặc là một vài bạn thì có thể là uh, cái sự lãng mạn hòa hợp trong gia đình của bạn ngày càng tăng lên ừ, hoặc là một cái vấn đề của bạn với hàng xóm sẽ được giải quyết ha và bạn được khuyến khích dọn dẹp đi nha <laughs> dọn dẹp cho nhà cửa mình đó được gọi là sạch sẽ ngăn nắp ừ. và ngôi nhà của bạn được an toàn và được bảo vệ từ ơn trên cho nên hãy cầu xin các ngài giúp đỡ cho các bạn ha Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi uh, vũ trụ muốn nhắn nhủ điều gì với bạn trước khi bước vào tháng 11 rạng rỡ. Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. các bạn tụi ba là những người rất là vui vẻ hòa đồng ha hoặc là các bạn là những người rất là sôi sụp những cái niềm tin à, các bạn có khả năng là một người nói rất là hay hoặc là một người có giọng hát hay một số bạn dạo gần đây là mình thấy các bạn có điều gì đó muốn rất là muốn làm đó ha muốn phát triển muốn gọi là bộc lộ ha muốn gọi là tăng trưởng nhưng mà dường như các bạn còn hơi có những cái vướng mắc gì đó và các bạn đang có một cái sự có thể là đang chữa lành những cái vết thương cũ Có thể là những cái uh, niềm đau uh, liên quan đến tình yêu Hoặc là một số bạn có thể là do những cái lời chỉ trích phê bình từ người khác Ảnh hưởng đến um, bạn và gây tổn thương khiến bạn không có niềm tin, không có sự tự tin Thì uh, mình thấy ở đây bạn đang trong giai đoạn của sự đổi mới bản thân của mình Bạn đang có sự đối mặt với cái uh, bạn ngã, với cái nỗi sợ, với những cái điểm... Uh, khuyết điểm của bản thân mình ha để từ đó mình thấy các bạn sẽ có một cái sự vươn lên ừ. bạn sẽ thay đổi mọi thứ ha bạn không muốn sống trong một cái cuộc sống mệt mỏi áp lực hoặc là bạn muốn một cuộc sống gọi là thoải mái an nhiên tự tại muốn được làm những gì mình yêu thích muốn phát triển cái tương lai sự nghiệp các bạn theo cái niềm đam mê các bạn thì bạn đang trên đà để đạt được cái điều đó rồi cho nên là đây là thời điểm mà các bạn nên cho bản thân mình một không gian bình yên thoải mái thư giãn thiền định ha à, có sự kết nối sâu với Uhm, nguồn kiến thức vô tận hoặc là cái trí tuệ thiên liên của ân trên những lúc mà bạn có sự tĩnh lặng nhất thì lúc đó bạn sẽ nghe được cái sự rõ ràng hơn từ những cái lời hướng dẫn từ thiên thần dành cho các bạn uhm, một số bạn ở đây mình thấy các bạn đã từng vướng vấp vào những cái mối quan hệ hoặc là những cái tương tác mà nó mang sự tiêu cực uhm, toxic độc hại thậm chí bạn là một người có xu hướng chia sẻ cho đi rất là nhiều đây là thời điểm mà các bạn cần phải biết quý trọng bản thân của mình yêu thương bản thân của mình ha uhm, chăm sóc bản thân của mình và vượt qua những cái uh, sự uh, à, tuổi thân hoặc là vượt qua những cái giai đoạn uh, có một cái sự uh, dây dưa gì đó trong cuộc sống của bạn để bạn có thể gọi là uh, bước vào cái giai đoạn ánh sáng của mình để phát triển con người của mình rồi ha một cái bước tiến mới một khởi đầu mới đang đến với các bạn và mình thấy cái con đường mà bạn bước đi trong cái hành trình mới này được ơn trên dẫn dắt cho các bạn ha à, bạn bước đi trên cái, cái cầu vòng nè và cái cầu vòng này nó mang đến cho bạn một cái tương lai sáng hơn đầy niềm hy vọng hơn. À, nhưng mà ăn thua là bạn có tự tin để bạn có thể bước vào cái hành trình này hay không? Bạn có tin tưởng uh, đủ lớn để bạn có thể đạt được thành công hay không? Cũng là một cái vấn đề nữa đó. Một số bạn muốn thành công như người ta, muốn uh, có một cuộc sống thoải mái như mọi người, uh, muốn bước vào cái không gian đầy sự kỳ diệu. Nhưng mà bạn lại lo sợ ha, bạn còn bị những cái uh, chấp nhặt hoặc là những cái suy nghĩ hạn hẹp nó ảnh hưởng đến cái tinh thần của bạn rất là nhiều ha, cho nên là bạn hơi chần chừ không biết có nên bước uh, ra khỏi cái vùng giới hạn hoặc là bước uh, vào cái giai đoạn đổi mới hoàn toàn tình yêu hoặc là cuộc sống hoặc là công việc hay không thì mình thấy đã đến lúc rồi vũ trụ đã mở ra con đường rồi mà các bạn um, chưa thể chiến thắng được cái uh, bản ngã của chính mình thì bạn sẽ mất rất là nhiều thời gian ha để bạn có thể có được cái cuộc sống như ý ha mình thấy là như vậy rồi uh để mình xem coi có một số bạn ở đây có thể là đang bị bệnh ừ, cho nên là mình thấy các bạn cũng mỏi mệt và không có sức sống thì bạn hãy cố gắng uh, dưỡng sức đi ha tập trung vào việc nâng cấp bản thân tái tạo năng lượng sức sống tinh thần đi để chuẩn bị cho mình một cái bước tiến mới không cần phải quá giỏi nếu như bạn chưa sẵn sàng ừ. bạn cần phải có một sự tỉnh táo ha và có sự gọi là đam mê ước muốn thật sự ha có lòng quyết tâm nhiệt quyết thì bạn mới thành công gần được còn bạn có một cái sự nửa vời lúc muốn lúc không thì khó Ha, khó đến thật được cái thành công và đôi khi có khả năng bị bắp ngã nửa chừng nữa, càng mất nhiều thời gian hơn nữa giai đoạn này mình thấy bạn hơi nóng trong người cho nên nhớ uống nước nhiều nha cũng như là cẩn thận cái vấn đề quả hoạn đó ha sử dụng lửa hợp lý hoặc là cẩn thận bị phỏng nè ha, mình thấy là như vậy và đừng để tâm đến những cái người tiêu cực hmm bạn không thể nào thỏa mãn hết tất cả mọi người đâu thậm chí những bậc chân tu còn bị người khác nói xấu mà cho nên là mình được khuyến khích là hãy có một cái sự để mọi thứ đó trôi qua cuộc sống của bạn như gió thoảng may bay ha chỉ lưu giữ những gì thực sự làm bạn hạnh phúc thôi còn những cái điều khiến bạn tiêu cực quá thì hãy phớt lờ và hãy bỏ quên họ đi bạn sống trong cuộc sống này chủ yếu là được hạnh phúc ha để được vui cười được tự do được thoải mái là chính mình À, chứ không phải sống trở thành nô lệ của người khác hãy biết là như vậy ở đây mình thấy có khả năng trong cuộc sống của bạn có hai người một người mang năng lượng nữ à, đây là một người soi sụp nhiệt huyết nhiệt tình ha một người à, giỏi ăn nói có khả năng truyền cảm hứng cho người khác nâng cao nâng, uh, năng lượng tinh thần cho người khác và một người mang năng lượng nam đây là một người sống tình cảm Nhẹ nhàng nhân ái và đầy sự yêu thương quan tâm mọi người thì có thể đây là những cái người quý nhân những người sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho các bạn vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này để bạn có đầy đủ niềm tin để bạn bước tiếp cho cái hành trình mới của các bạn ha. Ở đây mình thấy vũ trụ muốn cho bạn biết rằng á là dù chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ thì mọi thứ đều có thể tươi mới trở lại ha. Ừ. Sự trong sáng của tâm hồn bạn đang tỏa sáng qua mọi thứ mà bạn gặp phải Bạn đang bước vào cái thời kỳ ân sủng Và đơn giản là bạn chỉ cần mở rộng cái trái tim của bạn Và biết rằng điều gì tốt nhất vẫn chưa đến ha ừ. à, Đây là thời điểm mà các bạn hãy có một cái sự tin tưởng Rằng có một tương lai tươi sáng ha Đừng để quá khứ nó níu chân bạn ừ. Tương lai của bạn có thể sẽ lung linh lấp lánh Và có sự gọi là rạng rỡ hơn rất là nhiều những cái mô hình cũ hạn chế đang bị loại bỏ ha những cái thách thức định kỳ đang được giải phóng ở đây và đây là thời gian của sự cứu chuộc sự tha thứ và sự chữa lành thánh thiện đó à. và mình thấy ở đây thì uh, các dấu hiệu đang đến bên bạn để cho bạn biết rằng ha cái cuộc sống của bạn đang mở rộng đó à, bạn đang được tỏa sáng và rất là nhiều may mắn đang chờ đợi bạn một cái cánh cổng đang mở ra để bạn có thể đón nhận nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn nữa cuộc sống của bạn có sự gọi là uh, cơ hội đang đến, ha, đang xuất hiện. Đây là lúc mà bạn có sự tiến về phía trước với niềm vui, ha và đồng thời có sự yêu, đưa, yêu um, cuộc sống này sâu sắc hơn và có sự trọn vẹn hơn. Hãy đón nhận một cuộc sống với một cái vòng tay rộng mở và sự tốt lành đang chảy đến với các bạn. Điều duy nhất cần lưu ý là hãy giám sát cái việc mở rộng của bạn theo cách um, bình hòa nhất, hài hòa nhất, ha. Bởi vì cái gì mà quá nhiều quá nhanh nó có thể gây cho bạn cái sự choáng ngợp và mất đi cái khả năng phán đoán cho nên là à, bạn có quyền vui ha nhưng mà vui thôi đừng vui quá ha hãy có sự cân bằng bình tĩnh ừ. các bạn đang trong cái giai đoạn của sự gọi là những tia hy vọng ha à, đang được chiếu vào cuộc sống các bạn những sự ấm áp và những cái um, sự tích cực đang được mở ra và vũ trụ muốn bạn hãy có một cái sự linh hoạt trong cuộc sống ha À, hãy sẵn sàng uống mình và có một cái sự gọi là à, thích nghi với hoàn cảnh có những lúc bạn phải đứng vững nhưng cũng có lúc mà bạn còn phải có một cái sự gọi là thay đổi ra đi khỏi một cái tình huống nào đó mà bạn cảm thấy khắc nghiệt quá ừ. hãy chấp nhận sự thay đổi đến với mình à. và nó cũng là một cái um, điều giúp cho bạn có sự dồi dào thịnh dưỡng hơn ừ. đồng thời ha nếu như bạn linh hoạt thì sự thịnh dưỡng có thể nó sẽ đến với bạn trong mọi lĩnh vực đó ngoài ra thì ở đây vũ trụ muốn cho bạn biết rằng một cái thời kỳ tăng trưởng nhanh chóng đang ở phía trước đừng chống lại nó đây là thời điểm thích hợp để bạn có một cái sự phát triển tâm linh dân trào và đồng thời có một cuộc sống yên bình thịnh dượng mà bạn mong muốn và đây là thời điểm mà bạn sẽ phát triển nó hoặc là một số bạn các bạn sẽ đạt được nó nếu như bạn đã trải qua hoặc là bạn đang gọi là cố gắng nỗ lực hết sức mình cho những cái ước mơ đam mê gì đó của các bạn và mình thấy ở đây toàn là những cái thông điệp vũ trụ muốn bạn hãy vui lên, ha, vui vẻ lên, bởi vì khi bạn vui vẻ bạn sẽ thu hút được niềm vui và hãy dành thời gian với những người thân yêu ha một số bạn có khả năng các bạn sẽ có sự kết nối với một cộng đồng nào đó hoặc là bạn sẽ có sự tổ chức những cái buổi tiệc hoặc tham gia những cái buổi tiệc ha mang đến cho bạn cái niềm vui vẻ tích cực ừ. và cái niềm vui mà bạn trải nghiệm nó sẽ khơi dậy cái sự sáng tạo vô tận ha và cuộc sống của bạn nó sẽ nở hoa tươi đẹp và khi mà bạn có được những phước lành ha hãy chia sẻ niềm hạnh phúc và sự phấn khởi của bạn với người khác và nó sẽ tăng lên theo những cái bước nhảy vọt nhất đây là thời điểm mà các bạn được tự do là chính mình được tự do thoải mái độc đáo sáng tạo chứ không có phải là bị kìm hãm bất kỳ những nguyên tắc nào đó mà người khác gọi là dăng ra cho các bạn và đây là thời điểm các bạn nên kỹ lưỡng hơn ha à, cũng như đừng bất đừng có ký bất kỳ cái văn bản pháp lý nào hoặc là nếu như mình chưa có tìm hiểu kỹ Ha, nhớ đọc rõ ràng để tránh bị người khác uh, thao túng ừ, hoặc là tránh đưa ra những cái lời hứa hẹn trong thời điểm này hãy cho phép bản thân của mình được thoải mái trước ha. thật nhiều niềm vui trước à, nâng cao cái sức sống tinh thần của mình trước rồi hãy bắt tay vô thực hiện những cái điều mình muốn ừ. và thật sự thì cuộc sống của bạn đang mở rộng theo những cách sâu sắc và kỳ diệu À, những trải nghiệm và ý tưởng mới đang xuất hiện rồi ha. và bạn có được cái sức sống và những cơ hội rộng mở để ở trong ta trong tầm tay các bạn rồi hãy nắm bắt ha. Đây cũng là cái thời điểm hoàn hảo để bạn bắt đầu những dự án mới hoặc là nảy sinh một ý tưởng mới nổi. À, và ừ, hãy có một cái sự tin tưởng rằng khi mà thời điểm thích hợp thiên liên đến thì mọi thứ nó sẽ trọn vẹn và hoàn thành. Vận may đang chờ đón bạn ha một số bạn ở đây thì mình thấy là các bạn sẽ rạng rỡ và tỏa sáng hơn có một cái nguồn ánh sáng rực rỡ bên trong bạn mà tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được đó ừ. và mình thấy các bạn đạt được cái sự giác ngộ ha, à, to lớn ở đây ừ. bạn sẽ có những cái nhận thức sâu sắc hơn về bản thân và về sức mạnh của mình và về cuộc sống của mình à, mình thấy đây là thời điểm mà các bạn có sẽ có một cái sự kết nối rất là mạnh mẽ à, và có sự gọi là gắn kết chặt chẽ với thần thánh ừ và các ngài đang hỗ trợ bạn trên cái hành trình của bạn hãy có niềm tin vào bản thân và bạn không hề cô độc ha bạn có nhiều hơn những gì mà bạn tin tưởng về bản thân của mình bạn hãy kiên nhẫn bởi vì có một kế hoạch đang diễn ra rồi ha và ở đây thì mình thấy là bạn sẽ có được cái sự khai sáng và mọi thứ báo hiệu rằng bạn đang bước vào cái thời kỳ chuyển đổi mở rộng một cách rực rỡ và đáng chú ý hãy tin tưởng rằng những thay đổi về phía trước là vì cái lợi ích lớn hơn và chắc chắn nó sẽ là như vậy cho nên đừng có gọi là bi quan hoặc là tiêu cực trong thời điểm này là mất đi cái thời gian quý báu của các bạn ừ. tránh xa những người hay nghi ngờ và có những cái sự gọi là phàn nàn thất vọng hoặc là khiêu kích hoặc nói xấu gì đó tránh xa những nguồn năng lượng thấp để bạn không có bị uh, rò rỉ năng lượng các bạn bạn chính là ánh sáng ha bạn chính là mặt trời bạn có khả năng gọi là tạo ra ánh sáng cho cuộc đời của mình và bạn còn có khả năng lan tỏa ánh sáng cho cả một vùng cả một cộng đồng cả cái cuộc sống của các bạn ừ, mình thấy khả năng là các bạn cũng sẽ có được những cái sự kết hợp hài hòa với những người xung quanh có sự gắn bó hơn hoặc là thậm chí các bạn có được cái công việc yêu thích bạn có sự gọi là thoải thoải mái phát triển nằm đa, niềm đam mê của mình ha tự tin phát sáng ở đây thì bạn có được cái nguồn tiền tài dư giả đến với các bạn. Một số bạn có khả năng mà khi mà bạn thành công hoặc là bạn khi mà bạn gọi là nỗ lực phấn đấu cho cái mục tiêu ước mơ đam mê, à, mình thấy các bạn sẽ có khả năng thu hút tài chính Đến với bạn một cách rất là nhiều. Ha, một số bạn có khả năng có nguồn tài chính dồi dào hoặc là các bạn sẽ thu hút được một cộng đồng lớn hoặc bạn sẽ có những cái niềm vui hạnh phúc gia đình trong giai đoạn này. Một số bạn sẽ có những cái chuyến đi, những cái hành trình để bạn có thể tiếp thu thêm kinh nghiệm ha à, và cái lý à, tưởng sống có sự tăng lên. Mình thấy các bạn đạt được những cái thành tựu gì đó ha rất là đặc biệt Và những cái um, đi bạn mong muốn hoặc là những cái suy nghĩ của bạn nó sẽ đi đúng cái mục tiêu ha Nó sẽ gọi là um, đi đúng vào cái trọng điểm kiểu như vậy Bạn sẽ tìm ra được cái con đường rõ ràng hoặc là cái đích đến thực sự Và mình thấy bạn sẽ tiến thẳng vào nó một cách rất là nhanh chóng và đầy mãnh liệt, đầy sức sống luôn ha À, cho nên đừng bỏ cuộc ha vũ trụ khuyến khích các bạn ừ. à, ngoài ra một số bạn có khả năng sẽ đi đám cưới nè ha trong cái giai đoạn này hoặc đi đám tiệc hoặc là chạy xe gì đó mình thấy các bạn được khuyến khích đừng có chạy xe quá tốc độ nha cẩn thận một chút để tránh những vấn đề liên quan đến ảnh hưởng đến thể đến cơ thể vật lý của các bạn ha hoặc là ảnh hưởng đến những người xung quanh ừ. hãy có một cái sự cẩn trọng trong cái việc ăn nói giao tiếp nữa đừng có vội vàng hãy suy nghĩ kỹ rồi hãy nói ha để tránh đưa ra những lời nói mà người khác họ không có chấp nhận ha, họ chỉ trích ừ. uống lưỡi bảy lần trước khi nói trong thời điểm này và uống nước nhiều hơn mình thấy dường như các bạn sẽ nói khá là nhiều hay sử dụng cái ngôn từ khá là nhiều cho nên hãy tiếp nước cho cơ thể ừ. một số bạn ở đây thì mình thấy khả năng là các bạn muốn mình gọi là trở nên vui vẻ tránh những cái sự ủ rũ thì hãy đón ánh bình minh hãy đi dạo ngoài vườn hoặc là có sự tiếp tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ha một khoảng thời gian ngắn thôi để bạn có thể được tái tạo năng lượng ha, bồi bổ thêm cho bạn cái uh, nguồn năng lượng tốt để bạn có thể uh, có đầy cái uh, nhựa tràn những cái sức sống mong, để bạn có thể có được cái mong muốn của các bạn ha một cách nhanh chóng nhất ừ. mình thấy dường như là sẽ có những cái uh, kết quả hoặc là sẽ có những cái tin tức gì đó hoặc là sẽ có những cái Thông tin hoặc là có những kiến thức gì đó sẽ đến với bạn rất là nhiều Để bạn có thể dưỡng dàng à, phát triển trên hành trình các bạn Và đó chính là từ vũ trụ thượng ơn trên mang đến cho các bạn Cho nên hãy có sự tập trung chú ý đến những cái dấu hiệu ha được đưa đến ở đây Một vài bạn ở đây thì mình thấy khả năng là các bạn cũng à, Sau những cái phút à, buồn bã mệt mỏi Thì có khả năng trong cái giai đoạn tháng 11 này Vũ trụ cũng... À, sẽ ban cho bạn một cái phần thưởng, một cái món quà sau khi bạn đã trải qua cái giai đoạn đau đớn, bạn chữa lành xong, bạn đã ý thức được những bài học trong cái tình yêu, thì có thể là có một ai đó sẽ xuất hiện và cái người này có khả năng là sẽ mang đến cho bạn một cái mối quan hệ nghiêm túc, cam kết. Ha. Nhưng mà, nhưng mà cũng đừng có quá gọi là vội vàng, từ từ. Ha, mình xem xét để bản thân mình không có bị người khác lợi dụng, lừa đảo ừ. trong thời điểm này có rất là nhiều người nhưng mà ăn thu là bạn biết tỉnh táo để chọn lựa ha cái như vậy rút kinh nghiệm cho những cái đợt trước đợt này bạn có sự gọi là thấu suốt hơn thì vũ trụ sẽ mang đến một cái người phù hợp hơn bạn có khả năng hút vào trong cuộc sống của bạn những điều bạn ước mơ ước muốn nha mình thấy bạn hút rất là mạnh luôn á ừ. cho nên hãy ít ý thức và tôn vinh giá trị của bản thân mình và đặc biệt là bạn hút cái điều gì đó nó sẽ đến nhanh cho nên hãy cố gắng suy nghĩ hút những cái điều tích cực thôi còn những điều tiêu cực tốt nhất là bạn hãy rời xa và buông bỏ và cũng đừng, cũng đừng uh, chán ghét và quán ghét bất kỳ ai hết ha đừng để tâm đến họ nữa tập trung vào bản thân gia đình và cuộc sống của các bạn là được rồi à, một số bạn có khả năng là sẽ có những cái sự chuyển đổi Chuyển chuyến đi gì đó thành công nè Ừ, sẽ có kết quả phù hợp hoặc là thắng lợi cho các bạn ha và ở đây mình thấy các bạn cũng được khuyến khích hãy quan tâm nhiều hơn đến con cái các bạn nếu như các bạn nào có con đó ha. quan tâm chăm sóc bảo vệ chúng để tránh có những cái hối tiếc hối hận ở đây đặc biệt là những bạn nào ở gần ngay mặt đường à, cẩn thận với những bé nhỏ đừng để nó vui chơi rồi nó đi ra ngoài đường rồi mình không kiểm soát là có khả năng là xe cổ tới là um, khiến cho bạn bị uh, nhức nhối đó cho nên hết sức uh, cẩn thận bảo vệ con trẻ hoặc là những người thân yêu cha mẹ các bạn trong thời điểm này phổ biến những cái vấn đề tích cực bên ngoài để cho mọi người có một cái sự cẩn trọng nhất định và hãy cẩn thận với những cái vấn đề như là sử dụng những cái thế lực nào đó để giúp cho bạn mau chóng thành công thì bạn vay bạn phải trả đó cho nên mình nói rất là nhiều rồi một số bạn các bạn không cần phải làm như vậy đâu vũ trụ đã nói rằng bạn có đầy đủ những cái nguồn năng lượng để bạn có thể thành công bạn không cần phải vay mượn bất kỳ những cái thế lực tâm linh ma giáo nào hết ha và mình thấy cái kết mà bạn phải trả đó là những cái niềm vui thật sự tận tâm từ trái tim các bạn sẽ bị mất đi cho nên là thôi mình hãy có một sự đồng hành đồng minh với ơn trên thần thánh thì bạn sẽ có kết quả tốt xứng đáng ha, à, buông bỏ những cái thế lực không có tốt này. Hãy cầu xin thiên thần Michael, thiên thần Gabriel, thiên thần Raphael hỗ trợ bảo vệ cho các bạn, đặc biệt thiên thần Michael là thiên thần sẽ hỗ trợ vấn đề gọi là tiêu diệt những thế lực uh, ma giáo, những cái sự gọi là uh, tiêu cực ừ. và đồng thời cẩn thận với những người uh, bỏ thuốc mê hoặc là thôi miên gì đó nha. Ừ có một cái sự đầy dẫy trong thời điểm này cho nên là mình còn phải biết bình tĩnh và à, bảo vệ những thành quả của chính mình ừ. và các bạn nào muốn biết tên các thiên thần các bạn có thể lên cái trang cộng đồng của mình để các bạn có thể xem được ha, một cái uh, hình ảnh của các ngài cũng như là bạn uh, thấy được tên các ngài để bạn có thể cầu nguyện ha các bạn cầu nguyện càng nhiều thì các ngài càng gắn chặt với cuộc sống của bạn càng mạnh mẽ hơn ừ. thấy là như vậy sẽ bảo vệ cho các bạn ha, trong cái vòng tròn an toàn mình thấy các bạn sẽ có sự làm bạn với ơn trên thần thánh luôn, cho nên là hãy ý thức sức mạnh các bạn, bạn có khả năng làm được cái điều đó ha. À, đây là một cái lời nhắc nhở vũ trụ dành cho các bạn. À, cho nên mình đừng có nghĩ là mình thấp kém hơn người khác, người khác may mắn hơn, người ta có năng lượng cao hay gì đó, bạn cũng có nha. À, dù cho bạn có khả năng đã đi vào cái vết xe đổ hoặc bạn đã từng gọi là vấp ngã, bạn đã từng vướng phải những cái vấn đề tiêu cực hoặc đã có một cái sự gọi là um, rơi vào cái cái trò tâm linh nào đó, ma giáo nào đó thì tốt nhất bây giờ bạn có thể thoát khỏi được ha. Bạn còn thì mọi thứ vẫn còn, bạn có thể xây dựng được ha, bạn có thể gọi là bước vào cái hành trình mới rồi ha. Chứ đừng nghĩ là mình bị vướng vào nó mình sẽ vướng cả đời nha, bạn có thể thoát ra nha. Và ăn năn sám hối cũng như làm nhiều phước đức âm đức nhiều hơn, tích cực hơn thì bạn có thể xây chuyển được cái cuộc sống của các bạn theo cái hướng tốt hơn wow ở đây rất là liên kết một cái thông điệp liên quan đến trẻ em nữa nè bạn rất là giỏi trong việc giúp đỡ tư vấn và chữa lành cho trẻ em ha hoặc là những cái người trẻ hãy dùng kỹ năng của bạn để giúp đỡ họ nghe bây giờ ừ. ở đây thì mình thấy là bạn có thể nên dành thời gian để trò chuyện chân thành với những cái đứa trẻ trong cuộc sống của các bạn có thể là con cái con cháu gì đó của các bạn ha hoặc là tham gia những cái sự nghiệp liên quan đến việc giúp đỡ trẻ em tình nguyện viên cho những người trẻ tuổi ha à, hoặc là một số bạn sẽ có tin tức vui về con cái trẻ em sẽ sớm bước vào cuộc đời các bạn bạn sẽ là cha mẹ hãy chăm sóc cái đứa trẻ bên trong của bạn thông qua vui chơi và tiếng cười nha ừ. rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông hồng báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn